Xin chào các bạn quay trở lại với tôi là Gamebasi đây. Như các bạn đã biết, tập 57 đáng lẽ phải có 2 phần và hiện vẫn chưa thấy có dấu hiệu của tập 57 phần 2. Nhưng đừng lo lắng, cuối cùng chúng tôi đã nhận được xác nhận khi tập phim sẽ đến. Trong video này, tôi sẽ nói về thời điểm xuất bản của tập 57 phần 2 và cho các bạn dự đoán về những gì sẽ xảy ra trong tập 57 phần 2. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ tin tức về các tập sắp tới và phân tích tập 57 phần 2 khi nó ra mắt, hãy nhớ đăng ký và thích video này. Như bạn đã biết, hiện tại dò dỉ của các tập sắp tới đã được xuất bản trên máy chủ The Fookboom DC Code và trước đó vào ngày hôm nay, chủ sở hữu của máy chủ đã nhận được một số thông tin từ The Fookboom và chia sẻ rằng phần 2 đang được phát triển và nó sẽ được phát hành trên ngày 17 hoặc 18. Điều này rất có thể có nghĩa là rất có thể chúng ta sẽ có tập 16 trong hôm nay hoặc ngày mai sớm thôi. Tôi hy vọng nó sẽ ra mắt vào ngày mai, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng việc tạo ra các hoạt hình chất lượng cao với một câu chuyện rất chi tiết có thể mất thời gian. Và tôi cho rằng phần 2 của tập 57 thực sự có thể là video Shikibi đi toilet dài nhất từ trước tới nay. Vì nó đã được thực hiện từ rất lâu rồi nên tôi thực sự không thể tưởng tượng được khối lượng công việc mà Đập Phúc đã bỏ ra. Nhưng nhờ có anh ấy mà chúng ta sắp được xem một trong những chuỗi video YouTube hay nhất từng được tạo. Dạ, có khả năng chúng ta sẽ thấy một số dò dỉ ngày hôm nay trước khi tập phim ra mắt và nếu điều đó xảy ra, rất có thể chúng ta có thể giả định một cách an toàn rằng tập phim sẽ ra mắt sau tối đa 20 giờ. Kể từ thời điểm video của tôi, nếu có bất kỳ thông tin dò dỉ nào được xuất bản, tôi đảm bảo sẽ đưa tin về chúng, vì vậy hãy nhớ đăng ký nhé. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ chúng ta hãy đến với những gì có thể xảy ra trong tập 57 phần 2. Nhớ xem đến cuối để không bỏ lỡ bất kỳ lý thuyết nào nhé. Như các bạn đã biết, tập 57 phần 1 có tựa đề là đã đến lúc cứu ta tân CP Kerman. Điều này rất có thể khẳng định rằng hoặc anh ấy đã được chữa khỏi trong phần 1 và chúng tôi không biết điều đó, hoặc họ sẽ cứu anh ấy trong phần 2 100% vì anh ấy đã nhiễm bệnh quá lâu. Tại thời điểm này, hãy để tôi cung cấp cho bạn từ góc độ này để nó có ý nghĩa hơn. Như chúng ta đã biết, anh chàng ta tân CP Kerman đã bị lây nhiễm trong tập 32 sau khi không cẩn thận. Đã chính xác là 25 tập phim kể từ khi anh ấy bị nhiễm bệnh. Đó là gần một nửa bộ truyện. Bây giờ hãy nghĩ xem Tatan Kamerman đã biến mất bao lâu sau khi bị đánh ở tập 20. Anh ấy bị thương nặng trong tập 20 và chúng tôi đã thấy anh ấy được sửa chữa và nâng cấp trong tập 23 và phải mất khoảng 27 tập để anh ấy trở lại. Hai độ dài này gần nhau một cách kỳ lạ và tôi thực sự nghĩ rằng Đập Phúc cố tình làm điều này bởi vì anh ấy là một nhà văn giỏi và hiểu cần bao lâu để mọi thứ diễn ra để các nhân vật phát triển. Có điều, tập 57 cũng là tập đầu tiên của season. Vì vậy, nếu Tatan CP Kamerman không được cứu trong tập này, nhưng nếu anh ta được cứu trong tập 59, tức là cuối mùa, thì Tatan Kamerman sẽ quay lại bằng chính xác thời lượng. Nghĩ về nó hơi lạ, nhưng đây có thể là kế hoạch của bọn khốn đó. Và tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra trong 2-3 tập tiếp theo vì tập 57 phần 1 mới chỉ là phần đầu của mùa này và nó thật điên rồ. Thông thường, các tập cuối của các phần sẽ điên rồ hơn so với tập đầu tiên của một phần mới. Tôi có một vài dự đoán về những gì có thể xảy ra và tôi chắc chắn rằng sẽ có một tình tiết lớn xảy ra vì tất cả chúng ta đều biết rằng nếu Tatan CP Kerman được chữa khỏi, CKBD sẽ mất một trong những đội quân tốt nhất của họ và có thể không có cơ hội chống lại liên minh vào thời điểm này mà không có anh ta. Điều này có thể có nghĩa là một vài điều. Như các bạn đã biết, tộc TV rất bảo vệ bản thân và họ đã rất tức giận ở tập 56 khi chiếc xe tăng bị phá hủy ở tập 55. Với điều này, sự thất vọng trong liên minh sẽ khiến họ phản bội liên minh. Tôi không biết. Nhưng với tất cả những thông điệp mà Đập Phúc đã đưa ra trên nền tảng, chắc chắn rằng ai đó sẽ phản bội ai đó trong các tập sắp tới. Và tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong phần 2 của tập 57 hoặc trong tập 59. Tất cả bắt đầu từ việc Kamezaman không đồng ý với Tatan Kamezaman trong tập 50. Sau đó, chúng tôi đã xem văn bản trong tập 52 nói rằng kẻ thù thực sự của bạn đang đến. Và trong tập 55, chúng ta đã thấy dòng chữ nói rằng họ sẽ đến. Có thể nói về nhà vệ sinh CKBD sắp ra mắt trong tập đó. Nhưng hãy nhớ làm thế nào nhà vệ sinh đầu lâu xuất hiện. Anh ấy dịch chuyển tức thời giống như TV Man. Họ có giúp nhà vệ sinh CKBD không? Làm thế nào mà nhà vệ sinh CKBD có được công nghệ tương tự? Đây là những câu hỏi quan trọng cần được đặt ra. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đến với tập 56. Sau khi người quay phim biết rằng chiếc xe tăng đã bị phá hủy, một trong những TV Man đã nhìn thấy điều này và nói rằng bạn có một công việc. Có lẽ sau khi Kamezaman biết rằng chiếc xe tăng đã bị phá hủy, một trong những TV Man đã nhìn thấy điều này và nói rằng bạn có một công việc. Có lẽ nghĩa là họ chỉ phải bảo vệ chiếc xe tăng và TV Man đã rất thất vọng và tức giận. Chúng ta đều biết rằng họ đã để Kamezaman chết trước đó trong tập 43. Tại sao họ không làm điều đó một lần nữa trong tập 57? Chúng tôi cũng vừa nhìn thấy một dòng chữ trên tường có nội dung phản bội. Chúng ta có thể yên tâm cho rằng một điều gì đó rất lớn đang đến. Nhưng nếu TV Man không phải là kẻ phản bội, thì chỉ còn một lựa chọn. Kỳ lạ thay, mỗi khi có bất cứ điều gì đề cập đến sự phản bội trên màn hình, đó là khi Tatan Kamezaman ở đó. Trong tập 50, đó là khi anh ấy giơ ngón tay cái lên. Trong tập 52, dòng chữ nói rằng kẻ thù thực sự của bạn đang đến đã xuất hiện bên cạnh anh ta trong tập 55. Anh ấy đến một chút sau khi văn bản được chiếu. Và trong tập 57, anh ấy đã xuất hiện trên màn hình khi văn bản phản bội được chiếu. Tôi không nghĩ TV Man sẽ phản bội liên minh một cách trắng trợn.
Và nếu họ làm vậy, tôi nghĩ rằng nó sẽ đứng sau lưng liên minh. Nhưng khi gặp Tatan Kamezaman, anh ta sẽ phản bội như thế nào? Tại sao anh ta lại phản bội mọi người? Câu hỏi này là điều chính cần được trả lời. Điều gì sẽ xảy ra nếu ký sinh trùng lây nhiễm cho Tatan Shibikaman không chết và lây nhiễm cho Tatan Kamezaman? Điều gì sẽ xảy ra nếu Kamezaman không đồng ý trong tập 50 đang lên kế hoạch gì đó sẽ khiến Tatan Kamezaman chống lại liên minh? Tất cả những điều này là khả năng. Lý do tôi nghĩ Tatan Kamezaman đổi phe có thể xảy ra là vì nó có ý nghĩa khi bạn nghĩ về nó theo một số cách. Trước hết, chúng tôi thấy rằng anh ta đang dễ dàng chế ngự Tatan Shibikaman và chúng tôi biết rằng Cinnamon cũng đang chế ngự anh ta và Cinnamon rất có thể sẽ sớm quay trở lại với các bạn nâng cấp. Chúng ta vẫn chưa thấy trận chiến nào giữa Cinnamon và Tatan Kamezaman, mà tôi nghĩ Đa Phúc rất thích làm video về nó. Nhưng trước đó, hãy tưởng tượng nếu Cinnamon và Tatan Kamezaman hợp tác với các hình thức nâng cấp của họ. Nó sẽ quá áp đảo. Làm thế nào Tatan Shibikaman và bồn cầu Viman Shikibidi có thể chống lại điều đó? Điều đó là không thể đối với họ. Đã gần đến thời điểm mà Tatan Kamezaman và Cinnamon đều có thể một mình hạ gục Viman và Tatan Shibikaman nếu họ đủ cố gắng. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng Cinnamon hoặc rất có thể Tatan Kamezaman sẽ phản bội liên minh nếu Tatan Kamezaman phản bội họ. Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra một cách tự nguyện, nhưng nó rất có khả năng xảy ra. Anh ấy cũng đã rất liều lĩnh gần đây. Điều mà anh ta đã làm với Giman trong phần 1 của tập 57 là gì? Anh bất cần đâm sầm vào anh ta mà không nghĩ đến bất kỳ thiệt hại nào mà nó có thể gây ra cho anh ta. Anh ấy cũng rất tức giận trong tập 55 khiến anh ấy bị mất tay và anh ấy thậm chí còn không giơ ngón tay cái ở cuối tập phim đó. Gần đây anh ấy không thực sự là chính mình và điều này khiến anh ấy nhanh chóng mất bình tĩnh và cư xử cầu thả. Điều này rất có thể sẽ khiến anh ta thua trận trong tập tiếp theo và có thể bị nhiễm bệnh. Chúng tôi cũng đã lâu không thấy nhà vệ sinh Kabidi của các nhà khoa học. Chúng tôi không biết những gì anh ấy đã lên kế hoạch cho tất cả thời gian đó. Không đời nào anh ấy chỉ lạnh lùng và không làm gì cả. Với việc Tatan Shibikaman sớm được cứu, một trong những Tatan khác phải đổi phe bằng cách nào đó để các trận chiến được cân bằng. Bây giờ hãy nói về khả năng không có điều nào trong số này xảy ra và tôi đã sai về bước ngoặt sắp xảy ra. Nếu tôi nhầm, thì chỉ còn một khả năng, và đó là mật vụ. Chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy hầu như trong mọi tập phim. Bây giờ anh ta ngày càng đến gần chiến trường và ẩn mình sau bóng tối, dịch chuyển tức thời đến mọi chiến trường. Nếu ba Tatan hợp sức chống lại nhà vệ sinh CKBD, tôi sẽ không thấy một thế giới mà đặc vụ bí mật không tham gia trận chiến và là một nhân vật rất mạnh có thể chống lại các Tatan bằng nhà vệ sinh CKBD. Mặc dù không phải của canon, nhưng các bạn có thể biết video âm nhạc có tên Blue Gaze. Trong đó người quay phim và nhân viên truyền hình lần đầu tiên xuất hiện như một phép ẩn dụ chống lại nhân vật Phiếp, nơi anh ta đang cố gắng trốn thoát khỏi các thành viên liên minh và chiến đấu chống lại họ. Mặc dù đây không phải là canon, nhưng chúng ta có thể yên tâm cho rằng anh ta đang ở phía nhà vệ sinh CKBD, ít nhất là gần phía đó hơn. Nói một cách khôn ngoan, rất có thể anh ta sẽ tìm ra cách hợp lý khi đặc vụ bí mật bắt đầu tham gia các trận chiến. Nhưng khi anh ta làm vậy, rất có thể nó sẽ rất lớn. Tôi sẽ không thừa nhận khả năng của anh ấy ngay bây giờ, nhưng rất có thể nó ở quy mô tương tự như các Tatan. Vì anh ấy có thể đi bất cứ đâu anh ấy muốn và không bao giờ bị thương. Và bằng cách nào đó anh ấy luôn biết mọi người ở đâu. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tập tiếp theo? Hãy chắc chắn để cho tôi biết trong các ý kiến. Ngoài ra đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi ra nhiều video hơn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.